Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với showroom Thế Giới Xe Đức, một trong những cái địa chỉ kinh doanh tất cả những cái mẫu xe uy tín hạng sang tại Hà Nội. Hôm nay chúng ta cùng nhau ngắm nhìn 5 chiếc GLC mới về tại Thế Giới Xe Đức anh em nhé. Chúng ta có màu đỏ này, màu đen, màu trắng, màu nâu, đủ màu cho các anh em lựa chọn luôn. Đầu tiên là chúng ta hãy tới một chiếc GLC 300 màu đen trước. Đây là chiếc GLC 300 sản xuất 2020 anh em nhé. Mới lăn bánh có hơn 20.000 km. Và hiện tại chiếc xe này Long đang giao bán với mức giá khoảng hơn 2 tỷ 2. Chiếc xe này mang biển số tỉnh và đã rút sẵn hồ sơ cho anh em. Đấy. Thì tất cả những cái mẫu GLC ở đây đảm bảo cho anh em là mức giá phải chăng, hỗ trợ cho anh em trả góp lên đến 70-80% giá trị xe, hỗ trợ cho tất cả quý vị cái hàng toàn quốc luôn. Đấy. Thì tiếp theo là chúng ta hãy xem một cái mẫu xe GLC 300. Cái form này là cái form đời trước của chiếc này anh em nhé. Chiếc này là sản xuất 2018. Rất là đẹp, màu nâu, mới lăn bánh 40.000 km. Đấy, màu nâu nội thất đen. Đây là một trong những chiếc cũng đã option đầy đủ nhất, có tích hợp kính 3 lớp CarPlay. Đấy, và có camera 360 anh em nhé. Hiện tại chiếc xe này Long đang chào bán mức giá hết sức hợp lý, khoảng hơn 1 tỷ 7 một chút thôi. Đấy, rất là hợp lý luôn. Hãy cùng nhau xuống phía dưới để chúng ta xem thêm những cái mẫu GLC tại Thế Giới Xe Đức nhé. Ở đây là chúng ta có một chiếc GLC hết sức đặc biệt. Đây là chiếc GLC nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc này lăn bánh hơn 40.000 km và là một chủ từ mới. Chiếc này là nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức anh em nhé. Đấy, đây đối với chiếc GLC 300 nhập này thì có một số điểm option khác biệt như sau. Ở đây chúng ta hãy để ý bộ mâm của chiếc GLC 300 nhập khẩu thì được mâm đa chấu. Đấy. Mà mặt ca lăng cũng được trang bị là mặt ca lăng sao rơi và đèn multibeam. Đấy, và trong nội thất của xe thì đối với GLC 300 nhập khẩu chúng ta có cái nội thất khác hơn. Chúng ta hãy ngắm nhìn cái nội thất ghế da hai màu đỏ đen. Đấy, và cụm vô lăng là cụm vô lăng đờ cắt như AMG luôn, rất là đẹp. Đấy. Có loa xoay Boommaster ở cột. Đấy, loa xoay Boommaster. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy. Và chiếc xe này là hiện tại thì Long đang chào bán mức giá khoảng hơn 2 tỷ tư một chút anh em nhé. Đấy, ngay bên cạnh đây cũng là một chiếc GLC 300. Chiếc GLC 300 này sản xuất 2020. Đấy, rất là mới lăn bánh 16.000 km mang biển số Hà Nội. Đấy, và hiện tại chiếc xe này thì Long cũng đang chào bán mức giá khoảng gần 2 tỷ 3 anh em nhé, cho một chiếc xe siêu lướt. Đấy. Với một cái mẫu xe mà option vừa tầm nhất thì chúng ta có một chiếc GLC 200 màu đen, nội thất màu kem rất mới, lăn bánh 9.000 km, sản xuất 2020. Đấy, chiếc xe này mang biển số thành phố và hiện tại thì mới mức giá bán khoảng hơn 1 tỷ 7 một chút là chúng ta có thể sở hữu được rồi. Đấy, cũng hỗ trợ trả góp cho anh em lên đến 80% giá trị xe luôn. Đây là GLC 200 phiên bản tiêu chuẩn anh em nhé. Năm chiếc GLC với rất là nhiều những cái gam màu và lựa chọn cho anh em. Anh em quan tâm đến chiếc GLC nào tại Thế Giới Xe Đức thì hãy liên hệ với Long qua số điện thoại Long ghi ở trên màn hình. Đấy, và anh em hãy kết bạn Zalo, chúng ta hãy chia sẻ và tất cả những cái thông tin của những chiếc xe này Long sẽ gửi tất cả cho anh em nhé. Đấy, hẹn gặp anh em ở những mẫu xe đẳng cấp khác của Thế Giới Xe Đức. Xin trân trọng cảm ơn anh em đã xem clip.